Hoa hậu Thùy Tiên sau ồn ào kiện tụng, mệt mỏi ngủ gật chồng hậu trường xuất hiện lão hóa. Làm việc khá là nhiều, lịch trình rất là dày đặc, xuất phí cũng khá là nhiều, cho nên là ba mẹ của Tiên thì cũng khá là lo lắng cho sức khỏe của Tiên. Sau khi kết thúc hành trình đương nhiệm tại Miss Grand International, Thùy Tiên tất bật tham gia talk show, các sự kiện trong nước và giải quyết những lùm xùm về phụ kiện. Qua những hình ảnh xuất hiện, fan nhận thấy được cô nàng đã sụt cân rất nhiều, lộ rõ vẻ mệt mỏi và có dấu hiệu bị lão hóa trước tuổi. Đây là điều không thường thấy ở Thùy Tiên khi cô nàng lúc nào cũng thể hiện bản thân mình với hình ảnh chỉn chu nhất. Vụ kiện vẫn chưa đi đến hồi kết, nhưng những ồn ào phần nào ảnh hưởng đến cảm xúc và công việc của người đẹp. Đoạn clip ghi lại hình ảnh ngủ gật trong hậu trường của Thùy Tiên khiến dân tình xót xa. Nàng hậu chạy show nhiều đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều người để lại bình luận đồng cảm với người đẹp. Cố lên em ơi, vượt qua quãng đường khó khăn này, tìm lại được cân bằng cho chính mình nha em. Dạo này thấy Tiên mệt mỏi thấy rõ, mặt cũng suy sụp. Nỗ lực của Tiên mọi người luôn công nhận. Thương em, thương ghê, bận đến nỗi không có thời gian ngủ. Trước đó trong màn Final World tại Miss Grand Việt Nam 2022, người đẹp chia sẻ không phải bản thân không biết mệt mỏi, nhưng cô luôn cố gắng để mỗi nước cô đi qua, mỗi nơi cô làm việc đều biết đến Thùy Tiên, một Miss Grand International đến từ Việt Nam. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Thùy Tiên vẫn tiếp tục theo đuổi phong cách quyến rũ. Cô nàng trong bộ trang phục hở bạo quyến rũ xuống phố với nhan sắc đỉnh cao. Tuy nhiên, điều làm cộng đồng mạng chú ý chính là đôi bàn tay gần guốc. Đây là dấu hiệu của việc lão hóa sớm. Da tay là nơi thể hiện rõ nhất sự lão hóa của người phụ nữ. Về vụ kiện của Thùy Tiên, cô nàng đã chọn im lặng suốt thời gian dài. Tuy nhiên, mọi chuyện ngày càng đi theo hướng tiêu cực, tức nước vỡ bờ. Vì vậy, cô nàng quyết tâm làm rõ vụ việc đến cùng. Sự lên tiếng của cô nhận được nhiều ủng hộ từ cộng đồng mạng. Vụ việc vẫn trong quá trình giải quyết, chưa đi đến hồi kết. Thùy Tiên gây chú ý khi đăng quang tại Miss Grand International 2021 đem về vương miện đầu tiên cho Việt Nam tại cuộc thi này. Trong khoảng thời gian đương nhiệm, cô nàng luôn khiến fan hâm mộ tự hào khi xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, người đẹp sở hữu khả năng tiếng Anh lưu loát và giành được học bổng thạc sĩ tại trường đại học ở Thụy Sĩ. Chưa hết, trong buổi họp fan diễn ra vào cuối tháng 9 2022, Nguyễn Thu Thùy Tiên từng bộc bạch: "Tôi là người phóng khoáng, tôi nghĩ mình sống trên đời này quan trọng nhất là sau khi hoàn thành trách nhiệm thì có quyền sống theo cách mình muốn, không theo khuôn khổ." Chính lời khẳng định này của nàng hậu khiến ai cũng nghĩ cô nàng sẽ dành thời gian sống cho mình sau hơn 300 ngày làm Miss Grand International. Vì thế, khi về nước ai cũng chắc mầm Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ tạm gác lại công việc để sống cho mình. Nhưng không, phản xạ đẹp liên tục gặp lại nàng hậu xinh đẹp tại các sự kiện. Cô vẫn rạng rỡ, tràn năng lượng khi có mặt ở các chương trình, sự kiện trên fanpage chính thức Miss Grand International 2021. Còn hạnh phúc tiết lộ về việc được trở thành đại sứ cho một thương hiệu mỹ phẩm. Hình ảnh người đẹp Gen Z tại sự kiện này khiến phản xạ đẹp vui mừng thay cho cô, bởi điều này chứng tỏ sức hút của Thùy Tiên sau khi trao lại vương miện là không giảm sút. Thùy Tiên vốn là một nàng hậu đặc biệt của làng hương sắc Việt, chắc chắn khi đã không còn đương nhiệm thì sức hút của cô sẽ không giảm sút, bởi mỹ nhân sinh năm 1998 luôn khiến fan sắc đẹp phải nói về nhiều vì visual hàng hạng những dự án ý nghĩa của mình. Dù Thùy Tiên bận rộn, chứng tỏ cô vẫn rất được yêu mến, nhưng fan mong rằng nàng hậu chú ý sức khỏe, bởi gần một năm qua Thùy Tiên đã làm việc quá vất vả, quá mệt mỏi, nên đây chính là lúc cô nên quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn nữa. Còn bạn có cảm nghĩ gì về nàng hậu tài sắc vẹn toàn này của Vbiz? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết với nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.